Chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com con. lăn lăng tịch đem trứng gà đảo đều bên trong chảo, sau đó cầm sạn cẩn thận xào trứng gà, ba, thơm quá. Một đôi tay từ phía sau ông thắt lưng nam nhân, và hơi thở ấm áp lên tai nam nhân, nam nhân mẫn cảm rụt lui cổ, nhỏ giọng trách cứ một tiếng, tiểu hàng, đừng phá. Tiểu hàng không phá. Thanh âm nghe tựa hồ còn có điểm ủy khuất, ở bên hông tay hơi chút gia tăng lực đạo, như là ở biểu đạt hắn bất mãn, được được, tiểu hàng ngoan, đi mặc quần áo trước được hay không? Nam nhân có chút nổi nóng, có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn mặt bạch tiểu hàng, lăng tịch nói qua rất nhiều lần, bạch tiểu hàng ngủ phải nhớ rõ mặt quần áo, nhưng bạch tiểu hàng chính là nghe không vào, không mặc ngủ còn chưa tính, hắn rời giường cũng không nhớ rõ mặt quần áo, cứ như vậy thân mình trần trụi ở trong phòng chạy loạn, thế nào cũng phải nhắc nhở mới có thể ngoan ngoãn trở về mặt quần áo. Việc này, nam nhân thực bất đắc dĩ. Tuy rằng Bạch Tiểu Hàng bình thường đều thực ngoan, nhưng ở phương diện này lại có chấp nhất tá. À, bạch Tiểu Hàng buông nam nhân lui vài bước, gặp nam nhân vẫn nhìn hắn hành động, mới không quá tình nguyện đi vào phòng, nhìn Tiểu Hàng cuối mặt bước đi nam nhân trong lòng khẽ thở dài, sau đó quay đầu đem thức ăn trong nồi kia đổ vào trong bát, lại nấu cho Bạch Tiểu Hàng một bát mì, nấu xong, đem nồi nấu bưng lên bàn, nam nhân một bên đặt chiếc đũa. Một bên kêu Bạch Tiểu Hàng còn ở trong Tiểu Hàng, đi ra. Ăn mì, đợi đến trường bị muộn rồi. Liên tục kêu vài tiếng, vẫn là không có chút động tĩnh. Không còn cách nào khác, nam nhân đành phải buông trong tay chiếc đũa, đi vào buồn trong liếc tiểu hàng đến tột cùng là ở trong tính nháo cái gì, tiểu hàng, như thế nào không để ý tới ba? Ba không phải mới vừa cố ý hung dữ với con. Kỳ thật vừa rồi nam nhân thanh âm cũng không lớn, bất quá vì quát bạch tiểu hàng lớn tiếng, thấy chính mình không phải hắn rất thương bạch tiểu hàng không chỉ vì là cha dượng nguyên nhân cũng là bạch tiểu hàng đầu óc không tốt lắm ở thời điểm tiểu hàng còn nhỏ cha mẹ hắn tranh cãi ly hôn mà sơ sót hắn làm cho hắn bị thương đầu bởi vì ngoài ý muốn hai vợ chồng luôn giằng co cuối cùng bạch tiểu hàng giao cho mẹ hắn kỳ thật bạch tiểu hàng trừ bỏ ở phương diện trí lực có điểm thiếu hụt hắn thật ra không có gì không ổn người bình thường lại hay chế nhạo rất nhiều ba không đi đến trường được không nghĩ đến ở trường học bị bắt nạt Tiểu Hàng không quá hứng thú, bọn họ cũng không thích con, có người còn nói con khờ. Làm gì có, Tiểu Hàng là đứa bé thông minh, nam nhân ngồi vào bên cạnh Bạch Tiểu Hàng sờ sờ đầu của hắn, cố gắng tươi cười, con đã không muốn đi, vậy đừng đi, ba sẽ đổi trường cho con. Hắn muốn cho Bạch Tiểu Hàng sinh hoạt học tập bình thường, cho nên muốn tìm biện pháp đem hắn tới một khu nhà bình thường gần trường học, lại quên tuổi này rất nghịch ngợm, bọn chúng hay xúc phạm tới Bạch Tiểu Hàng, xem ra nam nhân phải nghĩ kỹ lại, có nên đem Bạch Tiểu Hàng đưa đến trường chuyên môn học hay không? Ở trong lòng nam nhân nghĩ Bạch Tiểu Hàng với những đứa trẻ khác cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là so với bọn chúng trong sáng hơn mà thôi, cũng vì vậy mà vẫn không tình nguyện đem Bạch Tiểu Hàng đưa đến trường chuyên môn. Ba, Người thật tốt. Bạch Tiểu Hàng ông lấy cổ nam nhân, sau đó cẩn thận chu môi chạm khóe môi nam nhân, ánh mắt trong sáng mang theo điểm chờ mong. Ba, Còn có thể đi theo người đi làm không? Vâng muốn đi liền chạy nhanh đem quần áo mặc vào, ăn nhanh lên. Dạ. Được nam nhân đáp ứng Bạch Tiểu Hàng cười tươi, cầm quần áo mặc vào, không cần nam nhân lại nhắc nhở liền ngoan ngoãn đi ra ngoài ăn mì. Đứa nhỏ này, nam nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Hàng nhìn hắn ăn hết mì. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.